Đã hơn 3 năm trôi qua, nhưng nỗi đau mất con vẫn chưa nguôi ngoai đối với gia đình chị Quang Thị Tâm, sinh năm 1980, và anh Lô Văn Xuân, sinh năm 1979, trú tại Bản Tóng 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu. Chiều tối ngày 11 tháng 5 năm 2016, gia đình chị Tâm không thấy con gái thứ hai của mình là cháu Lô Thị Thanh, sinh năm 2003 về nhà như thường lệ. Gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. 7 ngày sau, cháu Thanh được phát hiện đã chết trong rừng, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu được chiếc ví da của Lý Thành Đạt, sinh năm 1997, trú tại bản Na Cống, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu. Đạt bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận đã thích cháu Thanh nhưng bị từ chối. Khi được nhờ trở về nhà, Đạt đã dở cho đồi bại với Thanh rồi dùng dây cây rừng quấn vào cổ khiến Thanh tử vong. Do thi thể cháu Thanh đã phân hủy mạnh nên cơ quan chức năng chỉ truy tố Đạt về tội giết người. Đạt sau đó bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù.